Quảng Bình đi đào huyệt mộ, ba người bị sét đánh tử vong. Trong lúc đi đào huyệt, một nhóm gồm 5 người tại xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã bị sét đánh khiến ba người tử vong và hai người bị thương. Hoàn cảnh gia đình của ba nạn nhân tử vong do sét đánh ở Quảng Bình rất khó khăn, hai trong số họ là chú cháu ruột. Khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 5 tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xảy ra một vụ sét đánh khiến ba người tử vong. Theo ông Lê Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Trạch, vụ sét đánh đã khiến ba người tử vong và hai người bị thương. Thời điểm trên, một nhóm người đào huyệt để chuẩn bị đám tang cho ông Trần Văn Hạnh cùng trú tại địa phương ở khu vực nghĩa địa thôn Khương Hà 2 thuộc xã Hưng Trạch. Sau khi đào huyệt xong, nhóm gồm 5 người ở lại trông coi huyệt mộ, chuẩn bị cho tang lễ cử hành vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, thì lúc này trời chuyển mưa giông, sấm chớp khiến nhóm người này bị sét đánh. Hậu quả, anh Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988 ở thôn Khương Hà 1 và anh Trần Văn Thiên sinh năm 1976 ở thôn Khương Hà 3 tử vong tại chỗ. Anh Trần Văn Diệu sinh năm 1974 ở thôn Khương Hà 2 bị thương được người dân sơ cứu tại chỗ nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Riêng hai người khác là anh Trần Văn Thái và anh Lê Đức Anh bị thương đang được cấp cứu tại trạm y tế xã Hưng Trạch. Được biết, anh Vĩnh và anh Thiên là chú cháu ruột, hoàn cảnh gia đình của ba nạn nhân tử vong đều rất khó khăn. Xe tang bốc cháy ngùn ngụt dưới quốc lộ. Chiếc xe tang chở thi thể người quá cố trên đường đến nơi hỏa táng thì bất ngờ phát hỏa. Giao thông quốc lộ trên quốc lộ 1A ách tắc cục bộ. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10 giờ ngày 10 tháng 5 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Thời gian trên, một chiếc xe tang chở thi thể người quá cố di chuyển hướng về thành phố Thanh Hóa đến địa phận thôn 7, xã Quảng Bình. Phần đầu xe bất ngờ phát hỏa, tài xế kịp thoát ra ngoài hô hoán. Mọi người ngồi phía sau lập tức di chuyển chiếc quan tài và một số đồ đạc xuống đường. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm phần cabin ô tô, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến phần cabin chiếc xe bị thiêu rụi. Do vụ cháy nằm trên quốc lộ 1A nơi mật độ xe đông đúc khiến giao thông ách tắc cục bộ, nhiều cảnh sát có mặt phân luồng điều tiết giao thông. Theo tìm hiểu, chiếc xe tang được một gia đình ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa thuê chở thi thể người đàn ông 58 tuổi di chuyển về thành phố Thanh Hóa để hỏa táng thì xảy ra sự cố. Tatus định mệnh của tài xế xe khách trước khi vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai xảy ra. Dư luận đang xôn xao bàn tán về vụ tai nạn xe khách thảm khốc nhất từ đầu năm đến nay. Điều đang nói là trước khi xảy ra tai nạn, tài xế đã chia sẻ dòng trạng thái này. Vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7 tháng 5 năm 2017, tại km 1632 100 đường Hồ Chí Minh, địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang biển số 77C13937 đi ngược chiều và tông vào xe khách mang biển số 18B01832 khiến 13 người chết và 33 người bị thương. Tuy nhiên, như có điềm báo, trước đó tài xế đã chia sẻ dòng tatus buồn ngủ quá. Bên cạnh đó, trước khi xảy ra tai nạn, theo camera quan sát đặt tại trạm thu phí, thì khoảng 4 giờ 16 phút ngày 7 tháng 5, chiếc xe tải do Võ Văn Quý, 27 tuổi, quê Bình Định, điều khiển đã vượt trạm mà không dừng lại mua vé. Chiếc xe lao thẳng qua trạm, đâm gãy gắt chắn, tài xế bóp còi inh ỏi rồi lao đi với tốc độ cao, khiến tất cả nhân viên ở trạm đều ngỡ ngàng. Sau đó, khi đến thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai, xe tải đâm đối đầu với ô tô xe khách chạy ngược chiều lại, gây ra tai nạn thảm khốc, khiến nhiều người bị thương vong. Trong những người thiệt mạng, có cả hai tài xế trên xe khách là Nguyễn Văn Vượng, 52 tuổi, và Nguyễn Văn Đan, 30 tuổi, chưa xác định người cầm lái, và phụ xe trên xe tải là Đặng Duy Phúc, 23 tuổi.